À, về vấn đề kỹ thuật âm thanh và ánh sáng như thế nào, các quý vị có nghe được âm thanh tốt hay không, hình ảnh rõ hay không? À, nếu các quý vị nào nghe được âm thanh tốt, hình ảnh được rõ thì cho Nguyên một cái tín hiệu. À, ok hả, tuyệt vời, tuyệt vời. À, trước khi đến những bản tin quốc tế của ngày hôm nay thì Nguyên không bao giờ quên chúc cho các quý vị mọi sự việc đều tốt đẹp cả, từ công an việc làm đến tình cảm và sức khỏe của gia đình. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu bản tin của quốc tế ngày hôm nay, đặc biệt là cuộc quay trở lại của bác Trump, ngoạn mục cuộc thắng lợi từ Hạ viện, Thượng viện tới Tổng thống. Và sự quay trở lại của bác Trump nó làm xáo trộn đi hết tất cả những kế hoạch của những nhà độc tài, trong đó có Tập Cận Bình và cả luôn Putin. Bây giờ, để cho Nguyên chia sẻ với các quý vị những sự việc liên quan đến Hoa Kỳ trước đi, chúng ta khởi đầu bằng Mỹ. Thì các quý vị cũng biết là ông Elon Musk là cái người đã có thể nói là bầu cử đợt này là cái người cá cược. Ông ta cược trên Tổng thống Trump và ông ta đã chiến thắng. Và cái cuộc chiến thắng của bác Trump đã làm cho ông ta đã trở thành người giàu nhất của thế giới. Và các vị cũng biết là bác Trump ngày đầu tiên bác trở thành Tổng thống chính thức. Xin lỗi, ngày đầu tiên khi bác công bố bác là người chính thức thắng là Tổng thống 47 thì đã có 64 tỷ Mỹ Kim cho 10 ông tỷ phú hàng đầu. Và Elon Musk là cái người ủng hộ bác Trump trong cái bầu cử năm nay. Và ông ta đã thắng. Và bác Trump cũng đã từng cam kết sẽ cho ông ta một cái vị trí quan trọng. Thì theo những nguồn tin chính xác cho biết thì hiện bây giờ sẽ bổ nhiệm Elon Musk một cái vai trò liên quan đến vấn đề gì? Liên quan đến vấn đề giống như là gian lận, đó, lãng phí. À, ông Elon Musk sẽ là một người có trách nhiệm thanh trừ những cái bộ phận này, bộ phận đen tối trong chính phủ, những bộ phận mập mờ trong chính phủ, lãng phí về tiền bạc, rồi vấn đề tham nhũng. À, nên là cái vấn đề vai trò của ông Elon Musk trong tương lai với chính quyền của Trump sẽ làm cho cả chấn động cái nền kinh tế của đất nước Hoa Kỳ và sẽ có rất là nhiều người sợ hãi. Ngoài cái khuôn mặt bổ nhiệm ông Elon Musk mà chúng ta đã biết rồi thì bác Trump lại bổ nhiệm một cái người điều hành trong cái trang đài truyền hình Fox để trở thành bộ trưởng bộ quốc phòng. Một cái điều mà không ai ngờ hết, không ai ngờ cả, không ai ngờ cả các vị. Thì cái điều đó là một cái điều lãnh vực mới và người ta hơi bị bất ngờ. Hơi bị bất ngờ bây giờ bác Trump bắt bổ nhiệm một bộ trưởng bộ quốc phòng, mà cái ông này là ông làm điều hành cái đài truyền hình Fox. Thì cái điều đó là cái điều mà người ta khá là bất ngờ. Nhưng mà đối với Nguyên á, Nguyên không phải là binh vực bác Trump, nhưng chúng ta phải bổ nhiệm cái người nào á mà chúng ta tin tưởng. Chứ mà bổ nhiệm những người không tin tưởng thì làm sao làm việc chung được. Những người nó không cùng lý tưởng, không cùng sát cánh cùng mình, lúc nào nó cũng đâm bánh xe hết trơn sao làm việc được. Nên tất nhiên là phải bổ nhiệm những người nào chúng ta có cái niềm tin. Nhưng mà đây cũng là một sự bổ nhiệm những cái nhân vật, những cái khuôn mặt mà người ta thấy lạ kỳ, nó cũng đang làm chấn động tại Hoa Kỳ. Ngoài ra thì bác Trump cũng bổ nhiệm cho giám đốc tình báo nữa. Giám đốc tình báo bác Trump mới bổ nhiệm ông Gaffliff là tân giám đốc tình báo trong tương lai. Nói chung là những cái khuôn mặt mà không ai đoán được hết. Đợt này là cái nội các của bác Trump nó khá là đặc biệt. Nó khá là đặc biệt. Những người này có thể đem lại những cái sự hành động tốt đẹp cho phía bên đất nước Mỹ hay không thì chúng ta không rõ, vì chúng ta phải chờ họ làm việc. Nhưng những người này nó đều có những xu hướng chống đối Trung Quốc hết. Trừ ông Musk ra, trừ tỷ phú ra, trừ ông tỷ phú ra. Những cái khuôn mặt trong nội các của bác Trump hiện bây giờ phần lớn là những người có những cái giọng điệu diều hâu với Trung Quốc hết. Nên là Trung Quốc đang rất là quan ngại với những cái khuôn mặt mới, với những cái chức vụ vô cùng quan trọng mà nó có thể ảnh hưởng đến cái cuộc ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tương lai. Đối với Nguyên, không quá vội đánh giá người này có đủ khả năng hay không đủ khả năng khi người ta chưa làm, nên mình chưa biết. Và cái bổ nhiệm của bác Trump đó là cá nhân của bác Trump, còn coi phía bên quốc hội họ có đồng thuận hay không, họ sẽ bác Trump cứ bổ nhiệm trước thì họ còn xem xét nữa. Họ còn xem xét có phù hợp hay không nữa. Chúng đó chúng ta tính sau khi bác Trump bước vào tòa Bạch Ốc vào tháng 1. Còn bây giờ thì bác Trump cứ bổ nhiệm, tùy ý bác Trump đi, thì bác Trump cứ bổ nhiệm người nào thân cận, thân tính, làm việc phù hợp với mình để dễ làm việc khi ngày đầu tiên mình bước vào tòa Bạch Ốc vào tháng 1 các quý vị nhé. Đây là bản tin nho nhỏ mà Nguyên chia sẻ mà thôi.
vì vấn đề của Hoa Kỳ trong vấn đề bổ nhiệm nhân lực mới. Mà cái điều đó thì chúng ta cần tìm hiểu, vì đó là những khuôn mặt mà những cái tên tuổi mà chúng ta trong tương lai mà Nguyên sẽ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Thí dụ Nguyên sẽ nhắc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là tên gì, Giám đốc Tình báo là ai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người nào. Thí dụ như vậy đó, mình lập thường xuyên cái tên tuổi như người đó. Và bây giờ, cái điều quan trọng nhất mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị, đó là Mỹ có tham chiến tại Trung Đông hay không. Tình trạng của Trung Đông thì ít hay nhiều thì các quý vị cũng đã nắm rõ. Mọi sự xuất phát từ ngày 7 tới tháng 10, cuộc khủng bố của lực lượng Hamas vào Do Thái, nó đã dẫn đến cái cuộc chiến tranh kéo dang dẳng đến bây giờ hơn một năm. Thì cái điều này chúng ta đã thấy rõ được là nó chưa có một dấu hiệu chấm dứt, nhưng mà ngược lại nó chúng ta có dấu hiệu rất là xấu, đặc biệt là vấn đề của Iran, của Houthi, của Hezbollah. Gần đây thì chúng ta đều thấy cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Do Thái và Hezbollah không ngừng. Ngày hôm qua thì các quý vị cũng biết là Hezbollah đã tấn công một số lượng rocket, hơn 200 cái rocket vào nhiều nơi tỉnh thành của Do Thái. Và Mỹ với cái đường lối của Bắc Trump, chúng ta đã biết là Bắc Trump ủng hộ Do Thái rất là mãnh liệt. Bắc Trump ủng hộ Do Thái rất là mãnh liệt. Vậy thì đặt một câu hỏi, Mỹ có bước vào cuộc chiến hay không? Hiện bây giờ không ai nắm rõ hết. Trong Nguyên nói cá nhân, cái nhìn cá nhân của Nguyên thì Bắc Trump không thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Ông ta lúc nào cũng thích dùng đàm phán, đặc biệt là vấn đề thương mại, để trở thành một cái chìa khóa để giải quyết mọi mấu chốt. Nhưng nếu vấn đề thương mại đàm phán không giải quyết được, thì ngay lập tức Bắc Trump có thể dùng vũ lực để áp đảo. Chuyện này có thể xảy ra với chính quyền Trump. Đặc biệt hơn nữa là ngày hôm qua, hai căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đã bị tấn công. Nhiều trái khô kết đã dồn dập tấn công vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ngay lập tức Mỹ đã đáp trả ở tại Syria, và cho rằng kẻ thủ phạm đứng đằng sau lưng những cuộc tấn công này có thể là Iran. Để cho các quý vị thấy rõ ha. Các quý vị biết là cái khả năng của Mỹ, khí tài quân sự của Mỹ thì khỏi nói rồi. Mỹ là đứng hàng thứ nhất trên thế giới này. Về nhiều mọi mặt, khí tài quân sự của Mỹ thì chưa có ai vượt qua hết. Về nhân lực, về vũ khí. Khi lúc đó ở tại Trung Đông không có quốc gia nào có đủ tầm cỡ để đối phó với Mỹ hết. Đánh với Do Thái họ còn đánh không lợi, đừng nói chi Mỹ. Vậy tại sao người ta vẫn muốn tấn công vào căn cứ của Mỹ? Nếu tấn công vào căn cứ của Mỹ không sợ Mỹ đáp trả một cách mãnh liệt và Mỹ bước vào cuộc chiến tranh, tại sao họ lại tấn công vào căn cứ của Mỹ để làm gì? Khiêu khích một người mạnh hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần để làm gì? Mà đây không phải là lần đầu tiên. Đặc biệt là chính quyền Trump sắp sửa là người thay thế và biết là bắt Trump yểm trợ cho Do Thái rất là mãnh liệt. Và cái điều đó tấn công vào căn cứ khi bây giờ Bắc Trump trong tương lai là tổng thống 47 thì hậu quả nó như thế nào? Họ ngu dại đến mức độ đó sao? Các quý vị nghĩ là mấy ông Trung Đông, mấy ông đầu óc cũng bị vấn đề à? Ông Iran bị đâu có vấn đề à? Ông đi tấn công với chính quyền Trump bây giờ, ông đi tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ, ông ngu chăng? Làm sao có được? Họ đâu có ngu đâu các quý vị. Họ biết chứ, nếu tấn công như vậy là họ có thể gặp nguy hiểm, đất nước của họ gặp lâm nguy. Họ đâu phải là người ngu dại tấn công. Vậy ai là người tấn công? Vì biết chắc chắn là tấn công đối với Bắc Trung á, ai mà bôi nhọ danh dự của Hoa Kỳ là phải trả giá đắt. Và cái cuộc tấn công đến mất tính mạng của binh sĩ của Mỹ sẽ trả giá vô cùng đắt đỏ. Bị giật dây là chắc. Bị giật dây, cái mục đích là gì? Mục đích là để cho Bắc Trung phải cuốn vào cuộc chiến. Khi Bắc Trump cuốn vào cuộc chiến thì báo chí và đảng cánh tả và báo chí cánh tả nó sẽ nói ngay lập tức, thấy chưa? Ông ta bước vào cuộc chiến tranh. Và đất nước Mỹ phải bị suy yếu với cái sự chiến tranh ở tại Trung Đông. Và chiến tranh ở Trung Đông thì các người biết nó dây dứt, nó dài lắm. Nhiều khi cả 10 năm luôn. Vấn đề của A Phú Hãn thì các người thấy rồi đó. Nó dây dứt, nó dài và nó tốn kém rất là nhiều. Nó có thể tạo ra cái khủng hoảng ở tại Trung Đông. Và trong một cái giai đoạn đối với cá tính của Bắc Trump, Bắc Trump không thích chiến tranh. Nhưng nếu ai giẫm đạp lên Nguyên kêu là quyền lợi của Mỹ thì ổng không ngần ngại đâu. Tánh của Bắc Trump là như vậy. Nếu không ai giẫm đạp lên ổng thì ổng sẽ không quay lại cắn người đó. Nhưng mà ai giẫm đạp lên ổng là ổng ngay lập tức ổng trả đũa liền. Ổng không có chờ đợi một giây một phút nào hết. Ổng không có ngại ngùng cái điều đó với cái tánh tình của Bắc Trump. Và người ta hiểu được cái tánh Bắc Trump nên người ta khiêu khích. Hiện bây giờ ổng chưa làm gì vì ổng chưa phải là chính thức tổng thống. Nhưng mà tháng 1, nếu từ đây tới mà ổng ngày 20 tháng 1 đó,
mà ông quay trở lại tòa bạch ốc mà cứ tiếp tục tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ, tiếp tục khiêu khích Mỹ như thế này là ông vô là ông bữa liền. Ông bữa liền. Mà các quý vị nghĩ coi, chính phủ Iran họ khùng hả? Không phải họ làm đâu. Là mấy cái thế lực khủng bố nho nhỏ bị mua chuộc đến từ Nga, từ Trung Quốc. Họ xúi dục những người đó, họ cho tiền mày cứ bắn đi, tao cho tiền mày, tao cho đạn dược mày, mày cứ bắn đi không sao đâu. Những cái thế lực nhỏ đó nó ngu dại, nó mới bị giật dây. Còn những giống như là Iran họ thừa biết cái điều đó. Họ không làm chuyện đó các quý vị. Họ không làm chuyện đó. Đối với Nguyên nó thật ý các vị là Nguyên đánh giá rất là cao cái chính phủ Iran. Họ không có ngu dại gì giống như chúng ta nghĩ là họ mù quáng không. Chính phủ Iran đối với Nguyên, đặc biệt là chính phủ bây giờ, họ rất là khôn khéo và họ rất là thận trọng trong cái vấn đề chiến tranh thời gian gần đây. Cái Texas của Nguyên nó bị đứng. Đây là bản tin mà Nguyên nghĩ là có cái tiếp tục, cái âm mưu lớn tiếp tục là đó là ép Mỹ bước vào cuộc chiến với Do Thái ở tại Trung Đông. Đối với cá nhân Do Thái thì Do Thái họ khoái lắm, Do Thái họ thích Mỹ sát cánh cùng họ. Nhưng mà đối với người Mỹ bây giờ thì nó không có nên, trong cái bối cảnh mà Mỹ phải cần hồi phục cái nền kinh tế, bước vào cuộc chiến ở tại Trung Đông bất lợi cho Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Mỹ bước vào cuộc chiến tranh Trung Đông. Chúng ta nói chút xíu về Mỹ nữa, rồi Nguyên chuyển sang một bản tin khác. Thì gần đây người ta đặt một câu hỏi, tại sao cô Harry có thất bại? Sự thất bại của cô Harry nó quá thảm bại chứ không phải thất bại. Cái sự thất bại nó chưa chính xác, thảm bại. Thảm bại. Cuộc thảm bại của cô Harry nó dẫn đến cuộc thảm bại của đảng Dân Chủ. Thảm bại ở mọi mặt, ở mọi nơi. Thảm bại từ lá phiếu cá nhân đến thảm bại từ mỗi tiểu bang, đại cử tri. Và thảm bại từ ở Hạ viện đến thảm bại từ ở Thượng viện. Thì người ta đặt một câu hỏi tại sao? Thì ngày hôm nay thì đảng Dân Chủ để giải thích, để gỡ gạt cho cô Harry rằng là bởi vì cô không có thời gian để chuẩn bị. Cô Harry là cổ thay thế bác Joe nửa đường, nên là cổ không có thời gian chuẩn bị để đối phó với bác Trump. Cổ không phải là người được lựa chọn đầu tiên. Lỗi không phải là lỗi của cổ. Lỗi là bởi vì cái sự chuẩn bị nó không có đàng hoàng, nên là cổ đã thất bại. Cái đó là cái người ta dùng những cái biện pháp như kêu là yểm trợ cho cô Harry để gỡ gạt lại. Đối với Nguyên là cũng không phải lỗi của cổ. Đây không liên quan với lỗi của cổ. Lỗi của cổ chỉ một phần nhỏ mà thôi, trong những giai đoạn cuối, cả tháng cuối cùng đó là. Nhưng mà cái lỗi lớn nhất nó không phải nằm ở cổ, đó là đảng Dân Chủ. Thứ nhất là đảng Dân Chủ đã thay thế người nửa chừng, để cho người ta thấy được là những cái tin đồn vừa qua về sức khỏe của bác Joe đó, đó là chính xác, mà đảng Dân Chủ che giấu. Và cuối cùng là đảng Dân Chủ không che giấu nữa, đảng Dân Chủ mới thay thế cưới người. Người ta cảm giác bị lường gạt. Đầu tiên nhất là người ta cảm giác lường gạt. Thà để bác Joe như vậy đi, người ta bỏ phiếu hay không bỏ phiếu thì cũng không sao. Nhưng bỗng nhiên thay đổi nửa chừng thì người ta nói, thì gian rồi đó, tới giờ đảng Cộng Hòa họ nói là sức khỏe của bác Joe có vấn đề, thì bây giờ mấy ông bà mới thừa nhận. Thì đầu tiên nhất là người ta cảm nhất là bị lường gạt rồi đó. Lúc mà thay thế người là người thấy bị lường gạt rồi. Đó là một. Mà cái điều quan trọng nhất đó là 4 năm với chính quyền Joe Biden đã không làm hài lòng cử tri của Hoa Kỳ. Đó là cái nguyên nhân chính xác. 4 năm với sự lãnh đạo của bác Joe và cô Harry đã không làm cho người dân Mỹ thấy hài lòng. Nó đơn giản làm cho người dân Mỹ cảm giác bất mãn và họ không có đặt niềm tin, đặc biệt là cô Harry hay là bác Joe. Vậy thôi. Đối với Nguyên đó là cái nguyên nhân chính. Còn những nguyên nhân lặt vặt giống như là những cái sự chỉ trích của cô Harry đó, không nên trong những tháng cuối. Tháng cuối cô vẫn giữ cái lập trường của mình, lập trường lúc nào cũng tỏ ra tao nhã, nói chuyện lịch thiệp, lịch sự, tập trung vào những cái bài diễn văn về kinh tế phát triển hơn là những bài chỉ trích vào cá nhân của bác Trump. Thì Nguyên nghĩ cô sẽ đạt được mục tiêu hơn. Tất cả cái đó đều những cái yếu tố nó dẫn đến cái sự thất bại của đảng Dân Chủ, chứ không phải nguyên nhân và cá nhân ai cả. Nên đối với Nguyên mà kêu là do cô Harry thì cũng không phải. Sự thất bại của cô Harry nó có nhiều yếu tố, và yếu tố lớn nhất đó là 4 năm của đảng Dân Chủ không làm hài lòng dân. Sau đó là đảng Dân Chủ thay đổi nửa chừng, nó làm cho người dân thất vọng khi người dân thấy giống như mình bị lừa gạt. Thứ ba là cô Harry đã đổi nửa chừng, giây phút cuối cùng cổ đã làm cho người ta cảm giác cổ là người không hiểu, người ta không hiểu cổ, khuôn mặt thật sự của cổ là như thế nào. Một hồi cổ rất là đạo đức, sau đó cổ quay lưng lại, cổ dùng những từ khó nghe là người ta cảm giác là người ta bị lường gạt với cô đã đóng kịch, không phải là người thật. Và cũng có một phần đóng góp của bác Joe trong cái bài phát biểu người ủng hộ của bác Trump là gác rưỡi, nó đã dẫn đến cuộc thắng của bác Trump.
nó đã dẫn đến cuộc thắng của bác Trump. Nên nói chung, cuộc thất bại của đảng Dân Chủ cũng là một cái bài học để cho họ tích lũy, rồi đấu tranh cho 4 năm kế tiếp chẳng có gì lớn lao cả. Cuộc đời người nó còn dài, đất nước nó còn đó. Thua keo này ta bèo câu khác, đúng không? Thua chỗ này ta double lại, đúng không? Đợt này tôi thua cô Harry, phải không? Năm sau tôi double cô Harry lên. Vì năm sau cô Harry vẫn còn trẻ mà, mới có 64 tuổi. Nhiệm kỳ kế tiếp mới 64 tuổi. Mà nếu mà thua nữa, double lên nữa, lúc đó cổ 68 tuổi, cứ double vậy đi. Thế nào cổ cũng có thắng nè. Cố gắng, mình cứ tập trung. Mình hẹn lại 4 năm sau ha. Cô Harry ơi, hẹn lại cô 4 năm sau. Chứ mà đảng Dân Chủ bây giờ cũng hết người rồi. Các người có ai đâu. Nếu thực tế có cái người nào đó thì cô Harry cũng đâu có được đại diện. Đảng Dân Chủ cũng hết người rồi. Thôi mình hẹn cô Harry lại 4 năm nữa. Ok. Bắc Trâm 4 năm nữa không còn Bắc Trâm, Nguyên không biết ai sẽ là đại diện cho đảng Cộng Hòa. Nhưng mà 4 năm nữa mình sẽ gặp lại cô Harry. Ok, như vậy đi. Để an ủi cổ, tội nghiệp cho cổ. Đợt này Bắc Trâm làm cho người ta tổn thương nặng nề quá. Nên là hẹn cô Harry để 4 năm nữa nha. Có thể 4 năm sau Nguyên thấy là tình trạng của đảng Cộng Hòa không tốt, thì Nguyên có ủng hộ cô Harry thì sao? Nguyên không có ủng hộ đảng phái nha. Có thể 4 năm sau Nguyên đổi hướng thì sao? Đã 4 năm sau chiều gió Nguyên đổi hướng, mình thấy cỡ này cô Harry cũng dễ thương quá. Đó, đúng không? Đảng Cộng Hòa không còn bắt châm nữa, ông nào lên Nguyên thấy không thỏa, ông này lên không được, ví dụ vậy. Nó có biết được. Cô Harry gắng cố gắng nha, có thể 4 năm sau Nguyên có thể ủng hộ cô, ok. Chờ chúng ta hẹn lại 4 năm sau. Và bây giờ bỏ qua một bên chuyện của Mỹ, chúng ta không nói chuyện của Mỹ nữa. Chuyện của Mỹ là Nguyên nói rồi, bây giờ Nguyên nói một chút xíu chuyện của NATO. Chuyện của NATO ngày hôm nay thì ông tổng thư ký của Liên minh NATO, ông ta đã nêu lên cái vấn đề nguy hiểm, ông ta cho là cái vấn đề nguy hiểm là gần đây đã thấy cái dấu hiệu rất là rõ, nó không còn là một cái mịt mờ nữa, là sự xích gần lại giữa Trung Quốc và Nga, Bắc Hàn và Nga, Iran và Trung Quốc và Nga, nói chung là tứ đại độc tài đã ngay lập tức đã có sự xích gần lại nhau. Và tổng thư ký của Liên minh NATO đó là ông Mark Rutte ngày hôm nay đã nêu lên cái vấn đề quan ngại và phải đưa ra những cái biện pháp để ngăn chặn. Thì cái điều này nó không có cái gì mới hết các quý vị. Tứ trụ độc tài này nó không phải có gì mới và người ta quan ngại đến ngày hôm nay. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta đều biết rồi. Và gần đây thì họ đã bắt đầu không còn giấu giếm nữa, đặc biệt là Trung Quốc gần đây. Ngày hôm nay thì phía bên Nga đã thúc đẩy Trung Quốc và nói với câu như thế này. Chúng ta liên minh đi. Để đối phó với Hoa Kỳ. Nga đã nêu lên thẳng cái điều đó. Chúng ta liên minh đối phó với Mỹ, đặc biệt là ông Trump. Thì đây là một cái sự khiêu khích. Nga đang thúc đẩy Trung Quốc liên minh quân sự cũng giống như mà giữa Bắc Hàn và Nga bây giờ. Và đang tạo ra một cái khối độc tài liên minh rắn bó, đặc biệt là ba cái quốc gia mà trong đó có vũ khí hạt nhân, Bắc Hàn, Nga và Trung Quốc. Đặc biệt là ba quốc gia này có số lượng binh sĩ rất là đông. Nga cũng gần 1 triệu, Bắc Hàn có 1 triệu binh sĩ. Bắc Hàn đó có cả triệu binh sĩ. Và Trung Quốc thì khỏi nói, Trung Quốc có nhiều triệu. Thì về nhân lực ba quốc gia này binh sĩ số rất là nhiều. Và vũ khí hạt nhân thì ba quốc gia này sở hữu cũng không hề ít, đặc biệt là Nga, khỏi nói rồi. Thì cái điều mà xích gần lại thì tất nhiên nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề an ninh trật tự lo lắng của NATO, không thể tránh khỏi. Thì ngày hôm nay ông tổng thư ký của Liên minh NATO, ông ta mới kêu là đưa ra cái biện pháp. Thì cái biện pháp duy nhất có cái việc đó là liên minh NATO với Á Châu thôi. Và cái điều sự xích gần lại của Nga ở tại Á Châu, nó sẽ làm cái cán cân trật tự an ninh nó sẽ thay đổi. Và NATO chắc chắn sẽ thành lập ở Á Châu trong thời gian ngắn đây. Chắc chắn NATO sẽ liên minh, trong đó Nhật Bản và Nam Hàn chắc chắn sẽ trở thành thành viên của NATO 34 trong thời gian ngắn nhất, cả luôn Úc Châu. Ba quốc gia New Zealand, Úc Châu, Nhật Bản và Nam Hàn. Bốn quốc gia đầu tiên có thể sáp nhập vào NATO trong thời gian ngắn nhất sẽ trở thành. Cái điều này nó đã có muốn làm từ lâu. Từ thời ông John Stoltenberg là muốn NATO mở rộng. Từ thời đó thì ông John Stoltenberg ông nói là chúng ta thành lập NATO, nó không phải chỉ có bảo vệ châu Âu và châu Mỹ. Thành lập NATO, mục đích chúng ta là bảo vệ cái an ninh trật tự cả toàn cầu. Nó không có hạn chế biên giới. Cái liên minh của chúng ta nó không có hạn chế biên giới.
Từ đó tới giờ thì người ta quan ngại Trung Quốc, người ta vì Trung Quốc không muốn điều đó, và người ta bang giao thân thiện với Trung Quốc về thương mại. Người ta sợ đụng tới Trung Quốc thì ảnh hưởng đến kinh tế của người ta, nên người ta quan ngại, người ta muốn giữ trung lập. Nhưng bây giờ cái sự Bắc Hàn bước vào cuộc chơi với Nga, nó không còn trung lập nữa. Nga đã bắt tay ở khối Á Châu, nó không còn trung lập nữa rồi. Chính là do Putin đã tạo ra cái nguy hiểm cho Tập Cận Bình. Thì bây giờ nó không còn trung lập nữa rồi. Vì cái khối Á Châu người ta không muốn có sự liên minh, có tổ chức nào cả. Nhưng bây giờ thì vấn đề của Bắc Hàn nó đã tham vào cuộc chơi. Thì ngay lập tức các cái vị, ngay lập tức thì ông Max Rutte ngày hôm nay, cái giọng điệu của ông là Nguyên thấy muốn thành lập NATO lớn mạnh hơn, đặc biệt là khối Á Châu. Và tân thủ tướng của Nhật Bản, ông ta rất là hứng thú cái điều đó. Thì cái ông mới vừa đắc cử thêm một lần nữa, ông đắc cử hai lần. Trong vòng một tháng mấy, ông bầu cử hai lần, ông đắc cử hai lần. Thì tân thủ tướng của Nhật Bản vô cùng hứng thú và muốn đất nước Nhật trở thành thành viên 33 của NATO. Và không bao lâu nữa họ đang chờ đợi cái sự quyết định của Bắc Trump. Sự quyết định của Bắc Trump. Bắc Trump có chấp thuận cái điều đó hay không? Chắc như vậy, đối với Bắc Trump sẽ đưa đó làm cái lá bài trao đổi. Bắc Trump chưa bao giờ nó chấp thuận hết, nhưng Bắc Trump sẽ dùng đó là bài trao đổi. Trao đổi với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc không đi theo cái đường lối mà Bắc Trump đặt ra, tao đồng ý cho Nhật Bản liền. Tao quan nghênh Nhật Bản liền, quan nghênh Nam Hàn, quan nghênh Úc Châu liền. Đó. Nó là tình trạng của thế giới ngày hôm nay, nó đang vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là Nhật Bản là tốt. Nó thực tế Nhật Bản sáp nhập vào NATO là cái điều cần thiết. Vì Nhật Bản có thể đe dọa đến Nga và Nhật Bản cũng có thể đe dọa đến Trung Quốc gần kế bên. Nhật Bản, Nam Hàn mà trở thành viên của NATO thì ngay lập tức cái phòng thủ của Trung Quốc phải nhức đầu và Nga cũng phải nhức đầu. Vì hiện bây giờ cái phòng thủ của Nga chỉ có ở sườn miền Tây của đất nước Nga. Miền Tây của đất nước Nga, cặp biên giới của Ukraine, những quốc gia NATO, tất cả vũ khí của Nga nó dồn dập ở đó. Nó đâu có bảo vệ phía bên này. Nó đâu có bảo vệ phía bên gần Nhật Bản. Nó hoàn toàn trống không. Nếu mà lực lượng của NATO đóng đô ở tại Nhật, ngay lập tức Nga phải chi phối lực lượng phòng thủ liền. Nga phải điều động khí tài quân sự hướng này liền. Làm cho Nga phải tốn kém rất là nhiều từ nhân lực, từ vũ khí. Nó sẽ làm cho Nga phải hao hụt và đáng sợ. Nên đối với Nguyên, cái vấn đề sáp nhập Nhật Bản vừa bảo vệ cho đồng minh, vì Nhật Bản là đồng minh của Mỹ, vừa bảo vệ cho đồng minh và vừa đe dọa được kẻ địch. Một công hai việc luôn. Một công hai việc. Tất nhiên nó sẽ gặp ảnh hưởng bang giao với Trung Quốc, vì Trung Quốc không chấp nhận điều đó. Trung Quốc không thể chấp nhận điều đó. Tất nhiên nó sẽ gặp ảnh hưởng. Tất nhiên là quan trọng là cái sự đàm phán giữa thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nó có giải quyết được hay không. Nếu không giải quyết được thì Nguyên tin chắc với các vị cái kịch bản nó sẽ đi đến luôn. Đặc biệt là thủ tướng của Nhật Bản là ông muốn lâu rồi. Nhật là họ muốn lâu rồi. Vì tầm ảnh hưởng thương mại với Trung Quốc là không thực thi được. Chứ Nhật Bản họ muốn, Nam Hàn họ muốn lâu rồi. Vì Nam Hàn họ nói bây giờ Nga là đồng minh của Bắc Hàn rồi. Nếu ai tấn công Bắc Hàn là Nga gửi quân sĩ. Vậy tại sao chúng tôi không có? Nếu tôi đã trở thành thành viên của NATO thì ngay lập tức ai đụng tới Nam Hàn là ngay lập tức là có chiến tranh với NATO. Thì cái điều đó thì Nam Hàn họ muốn lắm. Nguyên thấy cái dấu hiệu sắp sửa những cái khối độc tài sẽ liên kết lại với nhau, những khối tự do sẽ liên kết lại với nhau. Cái kịch bản đó nó đang thành hình rồi. Đối với Nguyên, cái kịch bản nó đang thành hình. Nó sắp sửa sẽ dẫn đến cái kịch bản y hệt như vậy các ơi. Nó sẽ không có thay đổi cái gì. Cái kịch bản người thấy dần dần nó đang đi đến giai đoạn này. Đây là bản tin liên quan đến bài phát biểu của ông Max Rutte, Liên minh NATO ngày hôm nay, khi nói về vấn đề của sự liên minh của những đức bốn quốc gia độc tài. Và ông ta quan ngại và đưa ra những biện pháp để đối phó. Thì cái biện pháp đối phó duy nhất đó là liên minh tại Á Châu lại. Nga làm được với Bắc Hàn thì chúng tôi làm được với Nhật Bản và với Nam Hàn và Úc Châu, New Zealand là ba quốc gia chắc chắn là sẽ sát nhập. Còn những quốc gia khác thì từ từ, nhưng ba quốc gia đầu tiên là chắc chắn sẽ nhập. Bốn quốc gia sẽ rồi. Đây là bản tin liên quan đến bài phát biểu của Tổng thư ký của Liên minh NATO. Và bây giờ chúng ta nói về Nhật Bản và Trung Quốc thì sẽ có cuộc nói chuyện gặp mặt giữa Thủ tướng của Nhật với ông Tập Cận Bình ở tại quốc gia Peru, ở tại Nam Mỹ, ở Peru.
sau cái chuyến đi của hai nhà ngoại giao ở tại Nam Mỹ thì họ sẽ có gặp chuyện nói chuyện với nhau. Đã lâu rồi, đã lâu rồi không có cuộc gặp mặt trực tiếp Trung và Nhật để nói chuyện với nhau về vấn đề căng thẳng của hai quốc gia trong thời gian gần đây. Thời gian gần đây thì căng thẳng rất là dữ dội và tình trạng ngoại giao càng ngày càng xấu. Thì đây cũng là một cái ngày đầu tiên mà họ có thể ngồi lại với nhau để tìm ra biện pháp để giải quyết. Mà Nguyên nói với Nguyên á, nó không có biện pháp nào giải quyết hết á. À, khó thể nào giải quyết được với cái đường văn hóa giáo dục của Trung Quốc. Vì đối với Trung Quốc, Nhật Bản vẫn là kẻ thù. Từ đó tới giờ, Nhật Bản, các vị mà coi phim của Trung Quốc thì Nhật Bản lúc nào cũng xấu hết. Nhật Bản là cướp biển nè, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc nè, làm những chuyện tàn bạo nè, ác độc nè, đó lúc nào cũng vậy cả. Và cái hận thù đó nó đã gieo trong hạt giống từ nhỏ đến lớn. Và trước sau gì Nhật Bản và Trung Quốc đến một giai đoạn nào đó nó cũng sẽ bước vào cuộc xung đột mà thôi, không thể tránh khỏi. Nên là trong cái giai đoạn này chúng ta thấy được lần đầu tiên trong nhiều tháng, gần cả năm, giữa Nhật Bản và Trung Quốc không có cuộc gặp mặt nói chuyện chính thức. Ngoài ra một bản tin nho nhỏ nữa, đó là vấn đề của Đài Loan. Mà chúng ta cần biết là Đài Loan đang ở trong một cái giai đoạn vô cùng bị đe dọa. Trung Quốc đã tìm ra đủ thứ biện pháp để có thể nuốt trọn Đài Loan nhưng mà chưa có thực thi được. Đặc biệt là cái kế hoạch của Trung Quốc đang bị xáo trộn. Xáo trộn khi sự quay trở lại của bác Trump. Khi chánh quyền Trump là cái chánh quyền chống Trung Quốc rất là mạnh liệt. Những cái nội các của Trump, Nguyên nói 85% là chống Trung Quốc hết. 85% chống Trung Quốc hết. Nên là cái sự quay trở lại của bác Trump làm cho Tập Cận Bình lan phân vân vấn đề của Đài Loan như thế nào. Ngày hôm nay chính phủ Đài Loan đã công bố là họ bổ nhiệm ông tổng tư lệnh không quân, tân tư lệnh không quân mới vừa bổ nhiệm người mới. Thì cần thiết thôi, Nguyên nghĩ là phải cần, tại bởi vì phải bổ nhiệm những người nào có một sự cứng rắn hơn. Nguyên thấy trong thời gian vừa qua Đài Loan quá nhường nhịn Trung Quốc, nhưng mà đúng một giai đoạn nào đó thôi, nhường nhịn nó phải có mức. Và hiện bây giờ cái đường lối của không biết cái ông tân tư lệnh không quân này sẽ như thế nào, nhưng mà mới bổ nhiệm ông mới. Ngoài ra thì Đài Loan và Mỹ sẽ đang thúc đẩy vấn đề cùng nhau chế tạo sản xuất vũ khí. Đài Loan và Mỹ mới vừa đang có ý định hai bên đối tác với nhau về vấn đề chế tạo vũ khí, phối hợp cùng nhau trong tương lai. Hiện bây giờ vẫn nằm ở trong giai đoạn đàm phán, nó chưa có ngã ngũ và phải chờ khi bác Trump quay trở lại, bác Trump có đồng ý với cái quan điểm của Đài Loan hay không. Thì có dấu hiệu rất là tốt cho Đài Loan. Nói chung là Đài Loan có cái dấu hiệu rất là tốt khi chánh quyền Trump quay trở lại. Trong Nguyên nói nha, chánh quyền Trump giống như là phó tổng thống, ông ta nói cái gì? Đối với Hoa Kỳ, Đài Loan nó quan trọng hơn Ukraine. Thì để cho biết các người biết là cái tầm quan trọng của Mỹ bận tâm Đài Loan với chánh quyền Trump như thế nào. Thì với chánh quyền Trump thì Đài Loan cảm giác thở phào hơn, nhưng mà chưa biết, chưa chắc. Đối với Nguyên đó, lời nói nó phải kèm với hành động, Nguyên vẫn chờ cái hành động, chứ Nguyên không tin lời nói các thứ vậy nha.